lặng vía mà mãi chứ bay chi. Thế sao em đến em chưa hỏi được cái câu nào hay hơn câu này. Em thấy cái vui cái mồm của em luôn đấy. Em thấy từ đầu năm đến giờ con này á, con này chị bán rồi. Thế xong rồi khách người ta quay lại, người ta đổi. Đến bây giờ là đổi quay lên 6 tháng, 7 tháng còn gì nữa. Đổi lên đời Land Rover. Đổi ra Rover. Trải nghiệm. Bây giờ này nó là xe mới. Em đúng rồi, cái miệng của em là nó hơi bị độc ấy. Lại mới về. Chị lại mới về xong. Thấy chưa? Audi Q7 2.8 em nhá. Đây, Audi Q7 2.8 đúng rồi, một cái dòng xe 7 chỗ. Bản này là bản 4.2. Đây, em nhìn cốp chưa? Rộng chưa? 4.2. Con này Audi nó có 4.2 với 3.6 gì. Đúng rồi, 4.2 3.6. Càng đi dòng chấm lớn thì càng thích em ạ. Càng chấm lớn càng thế thích. Thế là bác ấy trải nghiệm mấy tháng rồi, bây giờ bác ấy đúng đổi rồi, ra Rover. Bây giờ đi ra Rover còn chấm lớn hơn. 5.0. Đúng rồi, 4.2 chưa ăn thua, phải lên 5.0. Nhưng mà chơi mấy cái dòng chấm to này nghiện đấy. Ừ đúng rồi, chị đã bảo là đã đi chấm lớn không bao giờ người ta quay về chấm bé nữa. Nghiện chưa? Này. Bàn ăn luôn. Con này bây giờ giá bao nhiêu chị? Con này chị đang chào bán mức giá là 295 triệu thôi. 295 triệu. Ừ, đúng lại giá trải nghiệm cho bác nào đi sau này. Nội thất ra theo xe này. Đấy. Đối với mẫu 2.8 này thực ra thì xuất sắc thì nó không có, nhưng mà để chạy máy rất ngon thì nó cũng là quá tuyệt vời rồi. Đúng không? Cảm giác đạp ga vẫn thốc máy, dính nương luôn. Đấy, còn đâu là nếu muốn dính nương nữa thì có thể đi Porsche hoặc là đi Land Rover. Đấy, nhà chị có đủ luôn vì chị chuyên dòng gốc sang. Đấy chưa? Form dáng thì nó cũng rất là đẹp đúng không? Cứ là đẹp luôn nhỉ. Mặc dù là đời 2.8 chứ không phải là đời quá cao. Đó. Với cái mức giá đúng là trải nghiệm luôn, 295 triệu sở hữu ngay một chiếc xe Audi Q7. Đấy, 2.8 ấy nhỉ? 2.8. Đó.